Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip mình cảm nhận sau 3 ngày mình chích vaccine Verocell của Trung Quốc. Thì mình nhận được tin nhắn từ tối ngày 13, như hồi sáng là báo là 9 giờ ngày 14 buổi sáng đó là mình đi lên mình chích. Thứ nhất là mình có cảm nhận về cách làm việc của mấy bạn ở trong chỗ chích đó, là mấy bạn làm việc rất là nhanh nè. Người ta tư vấn mình, người ta hỏi kỹ, người ta báo loại thuốc mà mình sẽ chích. Nếu như mà mình không chích, mình có quyền từ chối, thì người ta cũng đâu làm khó gì được mình đâu, đúng không? Mọi người tới đó chích thì ai cũng vui vẻ chờ đợi. Tới lượt mình vô thì mình chích, người ta tới, người ta hỏi, hỗ trợ mình là có khai báo y tế chưa, mình lên bàn mình ngồi sẽ có người khai báo y tế cho mình, rồi mình đi tới đâu tới chỗ người ta sẽ đo nhiệt độ sát khuẩn cho mình rồi tiếp thôi. Rồi vậy đó, cứ vậy tới 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 ở đây ta đo huyết áp cho mình. Ai mà huyết áp cao quá thì ra ngoài ngồi một một chỗ im cho nó thoải mái thư giãn, cho nó không có bị lo lắng stress, nó làm tăng cái huyết áp của mình lên đó, đo chính xác. Như mẹ mình á là phải ngồi đợi 10 phút xong vô đo huyết áp lại bình thường rồi chích. Em chích giờ cũng đâu bị gì đâu, bình thường mình chích giờ cũng bình thường, được cái là chích không có đau, làm nhẹ lắm. Đó là đó. Trước khi đi chích đó là 6 giờ sáng là mình có ăn cơm, ăn sáng ăn cơm xong mình có uống một viên xay sủi. Nói chung là ngày nào mình cũng uống, nhưng mà không uống buổi sáng, mình uống buổi trưa sau khi ăn cơm xong thôi, để cho tăng đề kháng. Là từ lúc bùng dịch là khoảng 2 tháng là ngày trưa nào mình cũng uống một viên hết á, để cho sức khỏe mình tốt. Cũng có thể vì mình uống viên xay sủi nhiều hàng ngày vậy á, nó tăng đề kháng của mình lên, thành ra mình không có bị sốt. Hoặc tùy cơ địa mỗi người thôi, có người sốt có người không có sốt, nhưng mà riêng mình với mẹ mình là đi chích giờ không có bị sốt. Anh hai mình lại bị sốt vậy đó, nó vậy nó mới độc đó. Rồi sau 2 tiếng mình đi chích là mình chích về khoảng 11 giờ, là 12 giờ rưỡi mình ăn cơm xong. Thì cái lúc ở đó là mình cầm cái chén cơm lên và cái tay mình run rồi, mà run mà nó không có cảm giác, mình ráng mình cầm mình ăn, nó bị nhức cái tay vậy gọi vậy thôi. Sau đó 3 đến 4 tiếng thì cái tay mình nó trở lại bình thường, nó không còn đau nhức gì nữa hết. Mình cũng có thủ sẵn thuốc hạ sốt, nói chung là mấy cái thuốc hạ sốt bình thường mình mua ngoài thôi, mình có thủ sẵn, lỡ mà có sốt thì mình uống, nhưng mà rốt cuộc không có xài tới. Rồi có một cái là mình đói ăn nhiều cực luôn, là cứ khoảng tiếng rưỡi cái mình bắt đầu mình ăn, tiếng rưỡi bắt đầu đói ăn nhồi liên tục, uống nước cũng liên tục luôn. Bữa đó là chơi game là tới 2-3 giờ sáng, nửa đêm 1-2 giờ đang chơi game, ok đói xuống bữa cơm lên ăn tiếp, ăn xong chơi tới khoảng 3 giờ rưỡi, 3 rưỡi còn 4 giờ vậy đó, mình thắc mắc mình đi ngủ bình thường. Qua ngày thứ hai thứ ba thì cũng bình thường, không có vấn đề xảy ra. Tới hôm nay là ngày thứ ba rồi nè, bây giờ thì mọi thứ diễn ra cũng bình thường như cuộc sống hàng ngày của mình. Được cái là khi mình chích vô mình một phần tự tin, mình nó tự tin hơn thôi. Cái này là ai chích hay không là quyền của người ta, mình cảm thấy mình sợ thì mình không chích, không sao hết. Còn ai muốn chích để tăng đề kháng cho mình thì mình cứ chích thôi, cái đó là không không có ép buộc của mình đó. Đó là cái cảm nhận của mình, đó là mình không bị sốt rồi, không có bị mệt, không bị hết, chỉ bị như cái tay chút lại thèm ăn đói nhiều thôi. Đó, mình nghĩ cũng là tùy cơ địa mỗi người, thì có người khỏe mạnh đề kháng cao thì người ta không sao hết, có người đề kháng yếu một chút thì người ta cũng sốt rồi vậy thôi. Nhưng mà mình nghĩ cách tốt nhất để gọi là tăng đề kháng cho bản thân mình đó là mình cứ ăn, mình bổ sung dinh dưỡng nhiều cho cơ thể để tăng đề kháng cho cơ thể lên, đó là cách tốt nhất để mình chống virus, gì chống chống lại cái con virus này á. Cứ ăn uống bổ sung đầy đủ, ăn đủ cữ, là với lại mỗi buổi trưa mình khuyên các bạn là nên uống một viên xay sủi sau khi ăn cơm xong á, để tăng tăng đề kháng, tăng sức khỏe lên cho mình là mình bảo vệ cho bản thân mình thôi, chứ đâu có ai bảo vệ bản thân cho mình đâu, đúng không? Rồi đó là vài cảm nhận của mình sau khi mình chích vaccine Verocell của Trung Quốc, mình thấy nó bình thường. Ok.
Còn các bạn thấy như thế nào á thì comment bên dưới để cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi chích cái vaccine đó nha. Để cho mọi người cùng cảm nhận là ai cũng nhớ mình là ăn nhiều, không sốt, không có gì hết. Có người thì bị sốt một chút đỉnh, có người sốt nhiều, một hai ngày hết rồi. Cảm nhận như thế nào? Các bạn đi chích dậy như thế nào, cảm nhận nào thì comment ở bên dưới để cho mình biết ha. Ok, rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ comment bên dưới. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy bấm vào nút theo dõi và nút chuông bên cạnh để đón xem những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye các bạn.